năm điều kiên kỵ tuyệt đối không được làm vào ngày ông công ông táo. Đưa ông công ông táo về trời là phong tục tâm linh quan trọng. Theo quan niệm dân gian, khi cúng cần lưu ý những điều kiên kỵ sau đây. 1. Không cúng sau 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Lý do bởi vì đó là thời điểm các ông công ông táo đã về trời. Lễ cúng ông công ông táo cần phải được tiến hành trước khi ông công ông táo bay về trời báo cáo Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ. Vì vậy tùy theo điều kiện thời gian, công việc của từng nhà có thể cúng ông công ông táo vào trưa, tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp. 2. Những món kiêng dân cúng. Về cổ cúng ông công ông táo thì tùy thuộc vào điều kiện, gia chủ có thể lễ chay hay mặn đều được. Lễ chay gồm có cau trầu, nước và hoa quả. Lễ mặn gồm giò chả, chân giò, xôi và các món ăn cổ truyền khác. Tuy nhiên, có một số loại thịt cần kiêng không đem cúng như các món làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, dê, chó. 3. Đặt mâm lễ tùy tiện. Nếu gia chủ có bàn thờ táo quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây, song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở ban thờ chính. Bởi theo quan niệm dân gian thì ông công là thần thổ công, cai quản đất đai trong nhà. Cúng ông công ông táo thì phải chú ý điều này. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. Bếp là nơi đun nấu, dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. 4. Không cầu xin tài lộc, sung túc. Có rất nhiều người theo thói quen thường cầu xin được làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Tuy vậy, táo quân lên thiên đình là để trình báo việc lớn nhỏ của hạ giới với Ngọc Hoàng, nên các gia đình chỉ nên khấn và cầu xin táo quân báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng là được. 5. Không thả cá chép từ trên cao xuống. Cá chép là phương tiện để táo quân về trời, được xem như là biểu tượng của thần linh. Chính vì vậy, các gia đình thả cá chép từ trên cao xuống hay bọc cá chép trong bao ni lông rồi thả xuống được xem như là hành động mạo phạm, mất ý nghĩa tâm linh. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy và sức khỏe về những điều kiêng kỵ không được làm vào ngày ông công ông táo về trời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé!